một tình huống ui dồi, bụi bay tung tóe. Hãy xem đây, ui dồi ôi. Cứu, nhìn đây, đây là đã thổi sạch bên ngoài rồi nhé, nhưng mà bên trong mở ra thì sẽ chưa thổi sạch được, nhìn bụi nó phủ kín bên, bụi thật sự quá là bụi luôn. Bụi thế này thì làm sao mà con máy nó không chết được? Lại thổi chứ? Chắc chắn là nó phải chết. Thì đây, tất cả những cái chỗ mà bị bụi phủ vào sẽ chết nhé. Cảm biến chết này, cảm biến này sẽ chết này. Này, các chân con linh kiện này nếu mà bị chập cũng sẽ chết, quá nguy hiểm. Mấy con động cơ này cũng thế, con máy bơm này cũng chết, con máy bơm này khả năng cao cũng sẽ chết. Cái động cơ này thì bây giờ chưa chết, nhưng một thời gian sau thì nó sẽ như thế này và nó cũng sẽ chết. Sợ chưa? Cái men này chưa chết đúng không? Nhưng một thời gian sau nó cũng sẽ như thế này và nó cũng sẽ chết. Đó, tóm lại là tất cả sẽ chết nếu tiếp tục sử dụng theo cái cách như thế này. Tất cả sẽ chết. Tất cả chết hết luôn. Tất cả sẽ chết. Còn chết, chết cả ông mua lẫn ông bán. Trời ơi. Đó, mình chú ý thật kỹ tất cả những ai đang dùng robot bụi. Một là phải thay phụ kiện đúng cái đề xuất của nhà sản xuất đưa ra. Khoảng 3 tháng đến 4 tháng sẽ thay một cặp chuỗi cạnh và một cái tấm lọc HEPA. 1 năm sẽ thay cái cụm chuỗi giữa. Đó. Và đã thay là phải dùng hàng chính hãng, không dùng hàng nhái, hàng fake. Nhìn dùng ngay. Thì bao nhiêu tiền cho nó đủ? Thế là bây giờ nếu mà ví dụ như thay những cái thứ này nhá, thay động cơ này, thay cái máy bơm này, thay dàn cảm biến này. Bên này nó hỏng nữa, đống tiền luôn. Cái rát to này là chắc là không lắp tấm lọc hay là không lắp cục rát để nó chắc. Nó không thoát được khí, nó kênh nó phi thẳng vào trong. Quá kinh. Dùng đến khi máy chết thì thôi. Rát to, à. Cái to khi vào cái tấm lọc này anh ấy không thay, nó thoát vào cái khe. Đi cả chỗ này cả. Còn khó cứu.